quên mái tóc dài cụt hứng của soái tỷ chuyển giới trong Itaewon Class đi. Ngoài đời chị xinh xịn mịn thế này cơ, mà, tạo hình mới nhất của nữ phụ chuyển giới Itaewon Class, khiến không ít khán giả thất vọng, vì quá xến, và làm mất đi phong thái sang chảnh của soái tỷ cun ngầu bấy lâu nay. Itaewon Class tầng lớp Itaewon hiện. Đang là cái tên làm mưa làm gió khắp thị trường truyền hình Hàn Quốc và cả châu Á, bên cạnh nội dung phim hấp dẫn thì dàn diễn viên quy tụ toàn trai sinh, gái đẹp cũng được chú ý không kém. Nếu crush của nam chính quân Nara đẹp sắc sảo, nữ chính Kim Jami gây ấn tượng bởi nét đẹp duyên lạ, thì nhan sắc của đầu bếp chuyển giới Lee Jo lại hội tụ, được cả hai yếu tố trên. Mỹ nhân sinh năm 1992 tuy có thời lượng lên hình khá khiêm tốn, nhưng cũng thừa sức thu về cả tá fan với tạo hình phi giới tính cực thu hút. Trong tập phát sóng mới nhất của phim, Nữ phụ siêu cá tính lại gây sốt với hình ảnh tóc tai lạ lẫm sau nhiều năm, người hâm mộ tiếc ngẩn tiếc ngơ khi mái tóc ngắn các tính ngày nào. Đã thay thế bằng tóc dài ngang vai kèm mái ngố khá kém sắc. Đáng chú ý, ở ngoài đời, phiên bản ly dôi tóc dài lại, được các fan hết lời khen ngợi bởi vừa dịu dàng, đăm thắm, lại không làm giảm phong thái hút hồn vốn có của nữ diễn viên. Nguồn, IG, nếu tôi đọc nghe không hay thì xin gạch đá cứ bay, vào mồm, trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại